ký cho tôi chứ. Phải ký chứ. Ấy, không cái này giống một cái tầm gì. Thank you.
tết rồi. Em đang đào một cái ao bé để mấy đứa nuôi mấy con người đó chị em ngồi đào để tôi ngồi nhà đó trời đang dâm thì chắc cũng làm một tí thôi rồi nghỉ ngơi tí đó chị em ngồi làm em ơi nghỉ ngơi đó vâng nghỉ ngơi lúc rồi làm đang mà chơi dâm thì chắc cũng làm một tí ừ. Em đào ao thật hả? Em đang bảo chơi dâm chân cũ đào thôi ngồi đây nghỉ ngơi lúc sau làm tiếp ao to hết kìa đắp về đến đấy nó to một tí làm về thấy bộ mấy bộ quần áo đẹp quá anh mua cho em với cả con em đi em cũng được anh để em lấy nước ơi đây đi làm thì uống nước á qua chợ đấy mấy bộ quần áo đẹp quá anh có mua cho em với cả con em đang bộ... bảo trời dâm dâm thế này tranh thủ đào cái em xem có vừa không này mình mua anh lên đấy chơi là được thôi còn lấy quần áo thì... con em này xem nào anh mua cho cả con gái cả em nữa em cảm ơn nhé đây đấy rồi đi cho anh uống nước đi đào ao này lâu chưa em mới đào thôi à mới đào à vừa đi chợ về xong bảo trời còn thấy mát mát thì tranh thủ đào
đào chắc 2-3 hôm là xong hết nhỉ? Thả cá được đấy. Đào lấy mấy con ngan con vịt lên nuôi không để cho con tranh thủ đào đi để anh hộ em lúc. Thôi anh cứ nghỉ uống nước đi. Không, anh làm em tranh thủ đi đào trời còn dâm thì tranh thủ làm được ít nào hay ít đấy rồi. Thôi để anh giao hộ lúc anh cũng chả làm gì đâu. Đi. Để anh giao hộ đào một lúc đi. Rộng thế nhỉ. Làm rộng một tí mới thả được cá. Giờ đào hết chỗ này à? Đây đấy à? Cứ đào cứ đắp lên đến gần kia. Cái này em ở một mình em không khác đào mấy hôm là xong mà. Thôi anh lúc nhanh. Ngày mai làm. Thì thả cá được sớm. Em sẽ làm tức tắc làm. Đất này cũng mềm hơn rồi. Vâng. Thế chồng em có lên đấy được không? Ông chồng em không lên đâu. Thế áo này đào khoảng mấy hôm rồi xong em? Chắc 2-3 hôm. Đất này mềm đào cũng đào này cũng mệt cũng nhỉ. Thế hôm nay em có đi chợ à? Đi về rồi. Hôm nay bán được nhiều? Đi lấy đồ được ít rồi bán. Thế hôm nay đi tìm cái gì đấy? Nay đi lấy quả. Làm một mình cái này cũng chán nhỉ, cũng buồn nhỉ. Có hai người làm cùng nó chắc cũng vui hơn. Con gái đi học mấy giờ về đấy? Chắc lúc nữa nó về bây giờ mà. Mấy hôm trước còn mưa suốt, hôm nay trời hơi nắng thế biết. Cái này mưa cũng bị ngập nước nên em mới đào làm cái ao. Đào ao làm thả cá thì có cái mà. Bây giờ con em đi học về đấy. Chắc lúc nó về. Lúc nào? Cũng gần buồn muộn rồi, tí vào nấu cơm cho con nữa, để con đi học về thôi. Làm lúc nữa xong em vào nốt cơm cho con ăn đi. Để anh ở đây anh làm lại cho. Làm một lúc nữa không trời nắng quá cũng không làm được. Em cứ vào nốt cơm cho con đi. Không để anh làm cho. Thôi đi đào một tí nữa. Anh cũng toát mồ hôi đây nhỉ. Em cũng toát rồi. Trời nắng quá không đi nghỉ đi. Anh cũng đi nghỉ đi. Em vào làm cơm cho con đi. Để anh ở đây khác làm một mình cho. Em cứ vào nốt cơm đi. Anh cũng chả làm gì nữa mà. Em đi nấu cơm. Đi vào nấu cơm cho con đi. Để anh ở đây khác làm cho. Nắng quá thì nghĩa. Thôi, anh làm được mà. Em cứ vào đi. Làm đi. Để anh khác làm cho. Được rồi. Thôi em cứ làm đi, để anh làm lúc nữa. Thank you.
anh nghĩ cũng được. Ừ, anh cố làm lúc cho nó xong nốt cho ngay đấy. Thôi, nắng quá xong đi nghỉ đi. Thôi anh cố làm nốt chỗ này rồi. Em vào nốt cơm cho con đi, không cần phải lên em nước. Em đang nấu cơm rồi. Rồi. Anh làm nốt chỗ này đi, em vào nốt cơm tới con đi. Để em đang nấu sắp xong rồi. Đố này trồng được nhiều đấy. Bây giờ nó có đường đấy. Ai trồng cái mới được rồi nhỉ? Anh biết rồi. Thank you.
Ơ em nấu cơm nhanh đi. Em làm một hai món xong rồi. À. Thế con em còn chưa đi học về. Chắc nó về bây giờ đấy. Để anh làm nốt cái này cho. Đi ăn cơm đi. Đúng nữa. Ơ, sao đấy? Con chỉ từ từ ấy chứ. Em dấm vào cái tay. Dấm vào cái thận kỹ chứ. Ấy, không, cái này dấm không cẩn thận bị chết rồi. Con em vừa đi học về. Tầm này bình thường là nó về rồi. Có đau lắm không? Lấy một tí thôi. Thôi, đi, đi xuống. Rồi, để em xem trên nào. Thế sao đâu? Để trên một tí. Anh cũng toát một hối nhỉ. Thế sao? Không nghĩ nên đi rửa tay chân tay chắc ăn cơm, ăn cơm cùng hai mẹ con em thôi, em chắc cũng về luôn rồi. Thôi ăn cơm, em nấu có nhiều cơm, nhiều thức ăn rồi, ăn cơm đấy không ơi. Thăm con nhưng không thấy con. Mệt quá nhỉ. Thôi hai mẹ con cứ ăn cơm đi nhá. Thôi anh cứ ở đây á, con gái em đi học về rồi kia. À, đi học về à cháu? Con đi học về à? Sao bác bảo chuối? Chuối đi học về con đi. Chú, bố ở đâu? Sao mẹ không thấy bố? Chú lấy chú, con mua cho cháu một bộ quần áo, đem mặt đúng không? Đẹp không? Đẹp hết kìa. Để lên nào. Thôi cất đi để ăn cơm đã. Thôi, chú về nhá. Để con ngồi cơm đi. Ăn cơm đấy đi, em nấu cơm xong rồi. Ăn cơm, ngồi xuống, ngồi. Anh ăn cơm đây, ăn cơm đây đi. Em nấu nhiều cơm lắm, đây này, nhiều cơm, nhiều cháo lắm. Con ăn đi. Thôi, ăn cơm đây đi. Lần sau anh ăn. Thôi. Anh vừa về có việc rồi, nhé. Cháu nhá, nhiều khó học nhé. Thế em cảm ơn anh nhá. Vâng, anh về cẩn thận nhá. Vâng, con ăn cơm đi. Vâng. Về nhá, hai mẹ con cơm nhá. Thế anh về nhá. Vâng, anh về đây. Trời ơi, nắng rồi nhở. Vâng, không sao đâu. Mai áo chưa đào được sóng thì anh đi hộ. Vâng, em khắc đào. Xem cơm đi. Ừ. Đi học mệt không? Lấy đũa đi. Sao chú không ở lại ăn cơm với mình vậy mẹ? Không biết nữa, chắc chú cũng về nhà của chú nữa. Có thể con gặp bố ở đâu? Con gặp chỗ cái chỗ dốc lên đường nhà mình đi. Thế à? Ăn cơm đi. Ừ. Mình mua thịt cho con ấy.
Ngon nhỉ. Thank you.
làm gì đây? Anh lại lên đây làm gì đấy? Mua ít trứng rồi rau lên cho hai mẹ con thôi. Ôi em có thức ăn rồi, anh mang về đi. Không, mua lên đây cho hai mẹ con. Con đâu rồi? Con đi học thôi. Anh lấy đồ của anh về đi, em không lấy đâu. Anh mang lên cho con rồi. Thôi em có đồ của em rồi, anh cứ mang về nhà đi. Anh vừa đi làm về mua được ít. Em không lấy đâu con. Em không lấy của anh đâu. Tôi lấy đi, sao tí là anh hộ đào. Rồi em sắp đào, cũng sắp xong rồi đào được một nữa. Anh cứ mang đồ của anh về đi. Anh hộ. Anh mang đồ về nhà đi. Ủa, anh cứ để đây cho hai con. Rồi em có đồ rồi, anh cứ mang đồ của anh về đi. Rồi anh mang đi cho hai con mà. Không lấy đâu. Anh mặc đấy này. Thôi anh cầm đồ đi về đi, em không lấy đâu. Đi lấy đi, ở đây em để đây cho hai con. Anh lấy đồ về đi. Ừ, anh để đồ. Em có đồ của em mà, anh lấy đi. Em mang về nhà đi. Thôi anh cầm đồ về đi. Không, em cứ để đây. Đây anh mang đồ về đi. Em cứ để. Không, em đi tìm đồ với đỡ, không có ai ở nhà đâu. Anh lấy đồ của anh nhà đi. Em cứ để đây tí về nấu cho con nữa. Anh mang đồ của anh về đi. Em cứ cầm. Em đi đồ với đỡ. Em cứ để đây. Đồ của anh về đi. Rồi anh về đi. Em không lấy đồ đi, cầm không. Em không lấy đâu. Anh mang đồ về, em không đi kiếm đồ gì. Cứ cầm đồ của anh đi về nhà anh đi, em đi chợ về kiếm đồ bây giờ ấy. Anh cứ để đây thôi. Không. Anh mang đồ của anh về nhà đi. Anh ở đây anh nấu cơm cho nhá. Anh mang đồ của anh đi về đi nhá, em ở nhà anh thôi. Anh nấu cơm cho hai mẹ con nhá. Không, anh về nhà đi. Không, nhá, em kêu em đi chờ cứ đi đi.
đi. Đi. Lấy quả giòi nhé. Lấy bà và chọn đi xem quả nào. Con xuống đá. Cái đấy, con ăn đi. Xe con không được đâu. Móc qua đấy. Móc không được nè. Con thì dọn con cũng được, thì dọn con đi. Ăn rồi. Cảm ơn nhé. Mày đấy. Hôm nào xong em? Chắc 2-3 hôm. Đất này mềm đảo cũng lấy. Ô, sao đấy? Không. Đi từ từ ấy chứ. Em dấm vào cái tay. Dấm vào sao? Thận kia chứ. Ê, không, cái này dấm không cẩn thận bị chết rồi. Chân rồi. Hãy subscribe cho kênh Triệu Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về thế nhỉ? Giờ này vẫn chưa về. Đói sao không biết. Cơm đợi em với con về, nếu một người về thì anh cũng về rồi. Em tưởng anh về từ lúc đấy rồi. Ở đấy đâu anh biết. Ơi, đầu em cái ao lúc xong anh nấu cơm rồi hai mẹ con về nữa. Thấy trời nắng quá nấu cơm. Thế nấu cơm ăn cơm đây, đây luôn đi. Anh ơi, ngồi đợi con về xong em ăn cơm đi. Rồi con về xong là anh lúc nữa nó về bây giờ mà nó đi học. Đói cơm em ăn cơm đi. Này bán cái hàng gì đấy? Quả bán. Bán thì anh đói anh cứ ăn trước đi. Thế anh hôm trước là người ở đâu? Anh hôm trước gặp em ở ngoài kia xong bị ngất rồi anh đưa về nhà. Chào này anh còn đi thăm không? Có, vẫn lên. Em cũng có tình cảm với anh ấy à? Không. Anh cứ nghĩ linh tinh cái gì không biết. Thôi lại đi về đi. Nói chuyện thì anh cứ hỏi thế thôi, không có tình cảm. Có cái gì đâu, người ta giúp mình thì mình họ lên thăm mình không có gì cho, còn không có gì đi cảm ơn ấy. Sao anh lúc nào cũng đến lung túng, không ngày trước không uống rượu em đuổi vợ con đi, bây giờ ấy cứ lên đây làm. Thế thì trong cái hoàn cảnh đấy thì anh nhìn thấy nào chả ghen. Người đàn ông anh vẫn có tình cảm với em. Ghen, ngày trước có vợ con đấy cũng không biết suy nghĩ cứ đi uống rượu, bây giờ bỏ đi rồi mới thấy ghen cái gì. Trước thì anh hay rượu chè nên quá chén nên thế, chứ bây giờ thì nó khác chứ. Trước sao không suy nghĩ thế đi, bây giờ làm khổ vợ con khác phải đi ở riêng, bây giờ lại lên có cái gì nữa đâu mà ghen tuông làm gì. Trước họ cứu em còn chưa cảm ơn được, lên đây còn hiểu nhầm đánh họ nữa. Thì anh cũng hiểu nhầm biết đâu được cái đấy, lúc đấy thì máu nó lên thì biết làm thế nào được. Không biết, cũng phải suy nghĩ từ từ mới hành động, tự dưng lên cầm cây đánh họ. Ai trong cương vị như anh như thế thì nó sẽ nóng em. Nắng quá nhỉ. Con đói chưa? Chứ học hành hôm nay có được điểm tốt không? Có. Có à? Thế bây giờ bố sẽ cơm cho ăn cơm nhá. Vâng. Bố lên lâu chưa? Bố lên từ sáng nay, con ở nhà, con đi học. Con đi lấy thêm gứa cho bố đi. Oh!
Thế dạo này anh không đi thăm em chúa của anh nữa? Ôi từ đợt đấy anh còn đi đâu, mình ở nhà đi làm việc. Em thấy chị ấy cũng thích anh mà. Con chị ấy thích anh thôi, nhưng mà anh có tình cảm gì đâu với người ta đâu. Ai biết được ấy. Hai mẹ con ăn cơm đi. À, chú chua đi đâu rồi? Em đi đấy cũng không thấy gặp mà cũng đã thấy anh lên. Anh có thấy đấy đâu, anh không lâu không có gặp. Trước con lên đến nhà này tìm đánh em cơ mà. Chắc ê, hiểu lầm gì thôi. Hai mẹ con ăn cơm đi. Cơm ai nấu ngon lắm mẹ. Cơm bố mày nấu ấy. Anh cũng về rồi, bố cũng về rồi con. Thế con tí là anh dọn mâm nhá. Ăn nó là ăn hết đi chứ. Mai anh cũng không phải lên làm việc nấu cơm cho em đâu, em chắc làm được. Anh lâu lâu lên thăm hai mẹ con thôi. Chắc cũng về luôn bây giờ đấy. Tí ăn cơm xong con dọn với nhá. Em không tự làm được, anh không phải lên nữa đâu nhá. Anh về đây. Nhá, có bảo anh phải lên nhá. Con nha, chào con nha. Không may chị thua là lên đánh em không. Anh bất phi cô đấy có gì đâu với nhau đâu chứ. Em ở một mình với con nữa, cứ lên đánh lúc đấy không. Về nha. Thì mình cứ thả ra đi, nếu mà có ai họ cắt lên lấy. Con bán thả có ai đi. Con đi thả đi, đi nha, cô về nha. Thế thì thả đi. Thế đưa đây để mẹ lấy xuống thả ở ao đấy thì cho nó mấy những con. Con thả cho. Thế con đi được. Cởi cái dây này đi.
không xuống. Kể nó, thế kể nó. Đưa kể nó vào đây. Kể đi. Anh ơi, đi em gọi cho sếp em sạt nhiều quá. Anh ơi, tình hình là sạt nhiều lắm anh ạ. Em đang kiểm kê xem rồi. Đêm nay nữa, đá lắm xuống hết rồi. Hết đi nhá. Okay. Dưới kia còn đổ cái nhà nữa. Em kêu hết mày. Mà lên xem trên kia còn đổ gì không nhá. Ok, đây là gì đây.
Còn ngồi tôi bị mình ăn hai cháu giá. Được đấy ạ. Rồi, làm cái gì được? Anh đưa em dìu em về tí. Em có người nhá. Anh đưa em về tí. Được chưa? Rồi. Thank you.
Tết. Vâng, cái chân này bị ế rồi, bị gãy rồi anh ạ. Anh giữ cho em nhé, anh Thơm ạ. Thank you.
sao đấy? Anh lấy chìa khóa rồi em túi. Cảm ơn anh nhé. Em xuống đây lâu chưa? Em cũng xuống được một lúc, ngồi không thấy ảnh. Em cho nó nhé, hôm nay em cũng đi lấy nó đi biển, đi xem rồi. Em cho nó đi lấy cho nó. Đây, cái này bị sao? Em xuống đây đợi anh lâu chưa? Em xuống được một lúc rồi, thế anh đóng cửa em ngồi đấy đợi. Hôm trước em xuống không gặp anh em. Thảo nào hôm trước anh thấy sứa ở ngoài cửa ấy. Sao anh ấy lại bị thương ấy? Hôm nay anh em đi tuần xong là anh nó bị thương. Xong rồi anh còn vẫn đi cho bàn giao công việc ấy, anh chăm sóc cơ hội anh mới nhất. Cái này thuốc anh? Ừ, thuốc cho nó uống nhé, xong là nó chưa ăn gì đâu ấy. Còn cháu cũng có ăn nhé. Vâng, thế em cảm ơn anh nhé. Anh về nhá. Em với con em ở nhà đi, không ừ. Anh ở đây một mình được rồi. Anh nằm nghỉ đi để em đi nấu cháo cho anh ăn xong còn uống thuốc. Không phải nấu đâu, kia anh nó làm được rồi. Đây đây, em cứ đây. Nằm nghỉ đây đi. Nấu cháo của anh nữa. Nằm đây, em đi nấu cháo cho anh nghỉ xong còn uống thuốc. Anh cảm ơn nhé, may quá còn gặp hai mẹ con em ở đây. Em hôm trước em xuống một lần rồi không thấy anh ở nhà ấy. Hôm nay em phải cố đợi. Thảo nào anh thấy cái sữa đặt ở ngoài kia không biết của ai. Để anh nằm nghỉ, em đi nấu cháo cho anh. Con đi vào trong phòng với... Sau tí bảo mẹ về nhà đi, không tí tối đấy. Con lấy tiền đi mua thịt nhá. Đây đây tiền anh đây này. Thôi anh cầm đi. Lấy tiền đi. Không anh cầm đi anh nằm nghỉ đi. Đây lấy tiền.
đi xong về nhanh nhá. Nấu nhanh đi em đi. Thấy có ít cơm ngồi đây em cho vào máy xay nấu. Rồi để đây em bón này. Thôi không cần đâu, anh cứ ăn được rồi. Rồi để em bón đâu. Thôi không cần đâu. Nóng ấy. Không sao đâu, anh chỉ đau chân thôi mà. Ăn đi. Có ăn được không? Có, cho em nấu món đi. Sợ không khẩu vị của anh không? Món đi. Con thì cố ăn đi, ăn hết đi xong con uống thuốc. Con đi đang cây vui ấy, hôm nay mẹ mua quả ấy, để bên đây mẹ gọt. Cái quả ở vui nhá. Ôi, để chơi là được rồi, con mua hoa quả làm gì? Em xuống cảm ơn anh, hôm trước mà anh... Không có gì em đâu ơi. Dạ, em xuống lần trước xuống không thấy anh, thấy đóng cửa lòng em lại về nữa. Nên lần trước anh lên cũng mua mấy con ngan nên em có thấy không? Có. Em để ở ngoài ấy. Cố ăn hết đi xong con uống thuốc. Anh đi ngã ở đâu mà được đau ấy? Lúc nãy anh đi tuần rừng không để ý trượt chân thì ngã xuống vách núi đó. Bác sĩ bảo là gãy hay là gì ấy, may đi khám xem nào. Thế bây giờ hạn chế gì lại rồi. Thôi anh ăn cháo đi, ăn cho nó nóng. Em ăn cùng anh đi. Thôi, em tí nữa em về nhà em ăn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước cho anh uống thuốc á. Thuốc vào cho nó đỡ đau, không mà đau. Để em lấy bát đi lấy nước cho anh uống thuốc. Giờ em tí á, có nước. Em nói gì đấy? Hả? Sao anh lại về thế? Hả? Em đừng chặn nó đấy. Không, anh đi về đi. Em không quen anh, đi về đi. Em không phải nhà mình đâu, em ở đây đâu. Không. Em không quen anh, đi về đi. Cái gì ổn thế cháu ra xem này, mày cháu ra xem gì? Ra xem là anh nhà mình đâu. Mày em không bị làm sao là tốt rồi. Ra đây cứ qua cho anh đây nhá. Làm này được. Tiếp chơi được rồi còn quà khác gì. Mày đồng chí đến kịp đấy, còn ông kia. Em không bị sao không? Không, anh đỡ rồi. Có chúng quà đến thăm đồng chí nhá. Còn quà khác gì? Ở đi làm mong đồng chí khỏe sớm. Mày có anh đến kịp đấy không để em không biết làm thế nào. Thế người lúc nãy là chồng cũ của chị à? Ừ, nhưng mà bỏ nhau lâu rồi nhưng mà không biết. Sao lại biết nhà của anh vậy? Lúc lần sau con đến thì đến cơ quan trình báo nhá để để chúng tôi còn có phương án làm việc nhá. Vâng. Có phải anh hôm trước lên lưu đấy không? Đến nhà em đấy không? Đấy. Nghe tin đồng chí đi tuần tra xong là bị tai nạn tôi cũng đến thăm thôi. Không, tôi không sao đâu. Ừ. Còn sổ sách của tôi ở đấy, mai đồng chí làm giúp tôi nhé. Ừ, tôi cũng đến để xem sổ sách đồng chí làm xong hay chưa để tôi lấy đi làm. Ồ, được thế tốt quá, cảm ơn đồng chí. Tôi xin phép nghỉ vài hôm, khi nào khỏi tôi mới đi làm được.
Nghỉ để cho khỏe hẳn xong đi làm đồng chí ạ. Đồng chí hôm nay có đi làm à? Có, tôi nghe tin đồng chí tai nạn tôi à. Tí còn đi tuần đến chỗ sạt lở hôm qua. Có mà đang đi đấy. Chỗ đấy là sạt lở nhiều lắm đấy. Thôi nói chuyện với em đi lên trước. Nếu mà đồng chí ra đến tuần thì nhớ cẩn thận nhé. Được. Nó sạt lở đất đá ấy ướt trơn. Tôi hôm qua ông để ý trượt chân ngã. Được, chí, tôi còn mấy anh em nó đang ở ngoài kia đợi. Còn đi em ấy. Cảm ơn đồng chí. Cảm ơn đồng chí ạ. Mấy đồng chí đến kịp em không ông kia. Như thế nào? Đồng chí ăn quá đi. Cảm ơn. Đồng chí đau lắm à? Đau á bạn. Uống nước đồng chí. Đồng em cũng xin phép đi ra ngoài có tí việc. Con ở đây nhá. Em đi đâu ấy? Đi nó mẹ qua đón con mẹ đi ra. Em đang đi ở ngoài này có việc một tí. Đi cẩn thận đấy. Sợ anh lúc nãy còn đứng ở ngoài kia. Không sao đâu. Đi cẩn thận nhá. Rồi chị em đi có cũng đường đấy. Đi mà đi được mà. Không, thì ông tí em đưa đi một đoạn nhá. Không, anh cứ có gì thì anh cứ mua cái tiền với bà anh đi. Không anh, tôi không là tôi cũng đi luôn mà. Đồng chí, tí đưa chị này ra một tôi ra chỗ kia đấy rồi cũng được. Rồi rồi rồi. Đồng chí cứ ra ngoài uống nước đợi tôi chứ nhá. Vâng vâng. Nhờ đồng chí tí nhá. Tí tôi nhờ đồng chí tí nhá. Đưa cái chị lúc nãy ra chỗ làm tí. Không tôi sợ đi sợ anh lúc nãy chặn đường quấy nhiễu đấy. Không tôi sẽ đưa giúp đồng chí với chị đấy đi. Đưa tôi. Tôi cũng xin phép. Vâng, vâng. Đồng chí tứ nhiên rất khỏe ra để sớm đi làm. Vâng, tôi cảm ơn đồng chí. May quá hôm nay đồng chí đến lúc lúc ấy. Cháu gọi đồng chí nghỉ ngơi nhá, giúp tôi nhá. Vâng, tôi đến thăm tiếp đấy. Vâng, đồng chí đi làm thêm một tí nhá. Có đưa chị ấy, để tôi đưa chị ấy. Mấy xe chị ấy. Thank you.
Chú ăn không? Cháu ăn đi. Thì mẹ cháu đi đâu đấy? Chú ăn không? Cháu ăn đi. Chú uống ấy uống rồi. Cháu ăn kẹo đi. Đi mang kẹo về nhà nhé, chú uống ăn. Chú vẫn còn đau lắm. Chú đau lắm. Biết khi nào mới khỏe nữa. Sao cháu không đi theo mẹ? Mẹ ở đây xem chú. Chú sẽ hình sự. Cháu đi đây ngồi. Để người đi ngủ đến nữa. Chú không sao. Để lúc nào mẹ đi làm về thì về nhé.
đọc số cho họ. Thank you.
con. Con đi làm về à? Anh ấy. Con vừa đi làm về. Dạ, anh ấy chân đỡ hơn không? Chân, anh không như thế, chưa đi đỡ đi. Quá. Đủ rồi à. Em đi chợ em mua cho anh cái đôi này, anh để đi cũng hay mà con đi được. Ủa, cái này còn mua cho anh nữa. Đắt tiền không? Thì mai trả tiền đấy. Không hết bao nhiêu đâu. Mai trả tiền đấy. Đỡ anh để em đi thử này. Đi xuống dưới này. Con bận gì cứ về đi. Em xin phép đi về nhà. Mai em lại xuống nấu cơm cho anh xong. Mai phải xuống đâu, anh có cái nặng này em đi được rồi. Anh ít đi lại thôi, cho tôi chân nó khỏe đỡ hẳn đấy không? Hai mẹ con bận cứ về đi, em cũng nghỉ ngơi tí đó. Thế anh nghỉ nhá, hai mẹ con em xin phép thôi. Trường có ai trượt ngã cái này với cả thế sao không nằm bán. Nghỉ ở trong kia ra đây làm gì anh ở đây tình giặt mấy bộ quần áo cái nền này trường đắp đi còn là...
giặt cái bộ quần áo nốt cơm. Để đấy tí nữa em làm cho, từ. Cái nền này ướt nó đi, cần là nốt. Anh định nốt cơm mới giặt cái bộ quần áo. Tí nữa là để em làm cho. Em không muốn ít thịt. Thôi còn mua về cho anh làm gì, anh khóc nốt cơm rồi. Không phải nốt anh đâu. Không nghỉ ngơi đi, để em làm cho. Lại vất vả cho em rồi. Không sao đâu. Em vừa đi đâu về đấy? Em vừa đi chợ bán được ít đồ về. Xong còn lại quét nhà bên nhà. Chưa. Chưa con em đâu? Con nó ở nhà. Từ từ từ. Anh cậu ơn em nhá. Này trơn quá, không bán một cái nền. Thế tí nữa em lấy một vải để quấn cuộc của anh ấy. Em đi nấu cơm nhá. Anh còn đi giặt mấy bộ quần áo. Rồi tí nữa em cứ giặt cho anh. Anh cứ nằm nghỉ đi nhá. Thế cảm ơn em quá. Thế số lên này xuống sợ chồng xuống kim à? Ôi, chắc lên này không xuống đâu. Ý em ở đây ngủ anh. Lúc sáu là về sớm nhá. Không ý chồng em lên không thấy là xuống đây tìm. Em đang tranh thủ đi làm một lúc trước anh hoặc em về đi về. Anh cứ nằm nghỉ đi nhá. Thì về sớm rồi nấu cơm cho con em đó. Vâng. Alo, thằng Chí à, tình hình mưa này còn đi xem chỗ sạt lở chưa? Mấy hôm nay mưa nhiều lắm, đi nhớ chú ý nhá. Tôi vẫn chưa khỏi chân đâu, chắc khoảng tầm đầu tuần nữa. Thôi anh em cứ túc tắc với nhau làm nhé. Nhá. Anh đi vào đi. Nhà đi, em đợi. Em cứ làm nữa, nghỉ đi.
ở đây cho lấy tí nữa lại ngái em giật thông thôi. Cái chốc hơi ở đâu ấy? Đi ra ngoài đâu nhá. Cái chân này tí nữa em buộc đó, cũng là chưa đấy. Cảm ơn em. Thôi anh lên giường đi. Lên giường nghỉ đi. Không em. Sao? Anh lên giường đi. Mệt thì nghỉ em đi. Em đi nấu cho anh, nấu cơm cho anh. Không, em sẽ không lên được. Thôi anh không ra ngoài nữa nhá. Ừ. Làm nghỉ thì em đi làm. Không, em làm một lúc nữa là xong mà. Em không ra ngoài đâu.
Em ơi, con ơi. Con ơi. Dạ. Ở nhà không? Ở nhà. Mẹ đâu? Con đang làm gì đây? Con đang rửa bát. Rửa bát á? Ừ. Thế mẹ đi đâu rồi? Mẹ sáng đi ăn cứu rồi. Thế á? Cứu nào? Cứu trước. Cứu trước thì đau chân á? À, xuống đấy đến giờ này tối rồi vẫn chưa về. Thế con nhà một mình không sợ à? Ừ. Thế bố mua quà cho con này. Không chưa. Thế con ở nhà nhá, bố đi tìm mẹ nhá. Vâng. Hay đi theo bố. Thế con ở nhà. Ở nhà thế con ở nhà nhá. Ừ. Bố đi nhá. Vâng. Giờ này tối rồi vẫn chưa về. À, bố ơi bố. Cái gì con? Bố đừng đánh chị đấy nhá, chị đấy là chút chút mẹ đấy. Thế vâng. Bố đi xem đã nhá. Vâng. Con ở nhà đi nhá. Vâng. Bố đi đây. Tí mang quà về cho con lúc trước anh về anh mà ăn. Vậy anh ăn cơm đi. Xong, em ăn cơm quá anh như thế bát cho ăn đi. Ăn xong về, tí mang quà về cho con. Nhưng mà còn con ở nhà ăn nữa. Con ở nhà tí mang cơm đi. Anh ăn đi. Anh ở đây làm gì đấy? Anh làm gì đấy con? Ở nhà thì cũng chút